Ngay sau ngày kỷ niệm 4 năm của Pinatwood và hàng loạt những thông tin tích cực đến từ thông báo của đội ngũ Pico Team, cộng đồng Pinatwood cũng trở nên hứng khởi với việc mạng Pi đã mask KIC cho tất cả các tài khoản. Hiện tại con số này đã lên tới 45 triệu thành viên. Nhiều pioneers ví máy chủ của Pico Team mạnh như khủng long, vì đây là một con số khổng lồ có thể dẫn đến quá tải hệ thống. Tuy nhiên, việc Pico Team đã mở mask KIC chắc chắn là đã có chuẩn bị từ trước. Điều này càng củng cố thêm niềm tin của Pioneer vào sự lớn mạnh của Pinatwood. Ngoài ra, việc KIC trong mạng Pi là phi tập trung, nên sẽ rất cần cộng đồng chung tay giúp đỡ xét duyệt các thành viên khác bằng việc đăng ký trở thành người xác thực có tâm nhất để di chuyển Pi vào mainnet. Và sẽ sớm thôi, chúng ta sẽ được chứng kiến ngày Pi Open mainnet bùng nổ. Ở video hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới bạn những thông tin mới nhất về mạng Pi. 1. Pi Browser cập nhật hệ sinh thái testnet chuẩn bị cho mainnet sắp tới. Sau rất nhiều những nỗ lực của Pico Team, thì cho đến bây giờ chúng ta đã có một phiên bản testnet cho những app đang chạy trên mạng Pi. Bằng việc mở ứng dụng Pi Browser và truy cập vào mục màu tím có tên Explore the Testnet Ecosystem, chờ đợi khoảng 1 phút để tất cả các app được show ra. Pioneers có thể xem, trải nghiệm tất cả các Pi app và đóng góp ý kiến để có những hoàn thiện tốt hơn cho hệ sinh thái. 2. EZ Invoice hợp tác với Pi trên Mo. Theo nhiều thông tin từ group Facebook, thì team EZ Invoice đã đàm phán hợp tác với co-founder của Pi trên Mo để tích hợp ứng dụng EZ Invoice nhằm giúp việc thanh toán trên Pi trên Mo trở nên thuận tiện hơn. Việc này đã được đội ngũ của Pi trên Mo hưởng ứng nhiệt liệt. Như chúng ta đã biết, hiện Pi đã có trên 45 triệu thành viên. Đây là một con số mà rất nhiều các dự án hàng mơ ước. Vì vậy, việc các lập trình viên tích cực tham gia xây dựng hệ sinh thái cho Pi Network là rất dễ hiểu. Điều này có lợi cho cả hai bên. Theo nhiều thông tin chúng tôi cập nhật được, một đội nhóm ở Việt Nam dự định bắt tay với các đội nhóm quốc tế xây dựng một Pi app mang tên Consensus Pi. Đại ý của mục tiêu xây dựng Pi app này là nhằm giúp các pioneers trên toàn thế giới đồng thuận một giá Pi chung nhất để trao đổi toàn cầu mà không cần phụ thuộc vào các sàn giao dịch tập trung. Việc này cần có sự xét duyệt của Pico Team, chấp nhận xem đây là một Pi app chính quy trên Pi Network nhằm giải quyết bài toán giá đồng thuận cho Pi. Giá đồng thuận này hoàn toàn do pioneers vót dựa trên một món hàng hóa do chính pioneer đảm bảo. Theo chúng tôi, đây là một ý tưởng khá hay. Nếu mọi thứ trôi chảy, thì việc trao đổi hàng hóa bằng đồng Pi cũng sẽ trở nên thuận tiện hơn nhiều. Tuy nhiên, mọi thứ khi xây dựng sẽ phát sinh nhiều vấn đề vì cộng đồng Pi Network có rất nhiều quan điểm khác nhau. Mặc dù vậy, hãy luôn luôn là người ủng hộ cho các dự án, cùng nhau cố gắng vượt qua thử thách. Ngay sau đây sẽ là đoạn video hướng dẫn truy cập vào Pi Browser trải nghiệm các ứng dụng trong hệ sinh thái Testnet. Mời các bạn theo dõi và ủng hộ cho các dự án nhé.